Nhóm Thương Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì được đến thăm gia đình của anh Út. Thật sự rất là buồn lòng luôn khi căn bệnh ung thư của anh Út không được qua khỏi. Thì cách đây anh Út mất không bao lâu, thì gia đình chỉ còn mình chị Út phải lo cho hai con đang tuổi ăn tuổi học và thêm một người chị nữa chưa có gia đình cùng sống chung với gia đình, thì cuộc sống lại càng thêm khó khăn. Hôm nay thì được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Mạnh Thường Quân, đó là cô Lon, thì đến thăm gia đình của anh Út và chị Út. Và xin mời các cô chú anh chị và các bạn cùng thăm gia đình nha. Chị Út ơi. Dạ. Em mới tới chị Út ơi. Chị mới tới hai đứa ơi. Dạ. Dạ. Mình ngồi thăm. Anh mắc. Cho em thắp một nén nhang cho anh Út được không chị? Tại hôm trước em đi làm cùng, em cũng không hay là anh Út mắc. Thì chị Lan có nói á chị. Dạ. Anh mắc đột ngột lắm, anh mình mệt cái trở tay đâu kịp đâu, có anh mắc luôn cái một. Dạ. Anh ơi mấy cổ rồi thăm anh ơi. Dạ, mình ngồi nói chuyện chút ha chị ha. Dạ. Chị ngồi đây với em đi. Con ngồi xích qua đây đi con, hai đứa con ngồi ở đây đi. Ờ, em thì cũng không có hay là anh Út mắc, không biết là lúc anh Út mắc là cách đây bao lâu rồi ha chị? Ngày Chủ nhật bữa 8 tây mình, 8 tháng 3 luôn. Dạ, 8 tháng 3 là hồi từng rồi ha chị? 8 tháng 3, từng dạ. Trước nữa. Dạ. Mấy lần trước vô ghé thăm gia đình thì em cũng thấy là anh Út anh rất là yếu rồi, không ăn uống được. Rồi không biết là như thế nào mà anh mệt rồi mình có đưa đi bệnh viện gì kịp không chị? Không, anh mệt trong vòng mấy tiếng mấy đồng hồ là anh đi luôn à. Cái chỗ tay đâu có kịp đâu, chứ lúc đó em trong gia đình chưa được 1 triệu bạc nữa. Rồi yeah. Đâu có tiền đâu chở đi. Dạ, yeah. Nhưng mà lúc anh mất á thì chị có ở nhà không? Có. Tại vì anh năn nỉ, anh nói cho mình anh hơi mệt. Nghỉ đi làm đi, đừng ở nhà lo cho ảnh. Dạ. Rồi ở nhà nghỉ làm cũng mấy bữa vậy đó. Rồi ảnh không ăn uống gì trơn á. Rồi ảnh ngày Chủ nhật á, anh mệt quá mệt rồi thở không nổi. Rồi anh nó hỏi anh sao, anh nói quá trời mệt rồi, rồi anh mệt quá, rồi nằm cũng không được luôn đó. Rồi anh đi luôn cái một. À, lúc đó thì hôm đó ngày anh mất thì chị không có đi làm? Không, nghỉ mà nghỉ cũng mấy bữa vậy đó. Dạ. Thì bây giờ còn gia đình thì còn chị với lại một người chị, rồi chị phải lo cho hai đứa nữa hả chị? Dạ, thì lo cho chị Năm, ảnh đi vậy bây giờ trách nhiệm cũng phải lo cho chị Năm với hai đứa nhỏ. Dạ. Rồi hổng cài là chị có đi làm trở lại chưa? Có, đi làm lại. Dạ. Cũng vẫn đi làm gạch hả chị? Dạ. Dạ. Hiện tại thì thu nhập chị có đỡ hơn lần trước không? Không, cũng đi có 140 à. Còn con gái đi học có khó khăn gì không con? Dạ. Tiền học phí đâu này kia con có khó khăn trong việc đóng học phí không? Dạ có. Nếu mà cần sự giúp đỡ hỗ trợ gì thì con cứ nói mẹ nói với dì nha, thì sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho con được phần nào. Dạ. Nghe nói là con học rất là giỏi đúng không? Dạ. Được hàng mấy trong lớp? Dạ hàng tư. Con có dự định gì sau này cho tương lai không? Có muốn học lên lớp cao hơn không? Dạ có. Sau này muốn trở thành học ngành gì? Cô giáo. À, giáo viên ha. Con thích giáo viên hả? Dạ. Lúc anh cũng lúc mệt đó, anh bình thường anh nói gắng lo cho hai đứa ăn học đi. Cái nói làm gì tôi có khả năng tôi lo cho con ông đi học. Ông nói thì tới đâu thì tới đó thì lo cho nó.
mình không có tiền, không có bà, không có đất đá cát thì cho con đi học đi, đừng nó biết chữ, nó làm mướn nó cũng, nó ăn cũng được nữa, chứ đừng có cho nó nghỉ. Nhưng mà em thấy là bé lớn có rất là có ý chí luôn, vừa học giỏi vừa muốn trở thành người giáo viên nữa. Thì chị Út cứ lo cho bé đi ha, nếu có điều kiện gì khó khăn thì chị Út cứ nói với em. Thì em sẽ cố gắng giúp hết mình. Rồi bé trai như thế nào, học lớp mấy rồi con? Lớp 2. Lớp 2 rồi hả? Rồi học có tốt không nè? Có. Có ngoan không? Dạ có. Dạ có luôn. À, chiều nay thì gia đình mình đồ ăn cơm hết cho chị. Dạ, mua đồ tương cho ảnh đó, cúng ảnh đó. Dạ. Rồi trong việc làm đám ảnh thì bên gia đình mình có khó khăn gì không chị? Rồi lúc làm đám ở sớm là cho chứ xin hàng đó. Dạ. Em đâu có tiền đâu, em lo cho chồng tới nơi tới chốn. Rồi dạ. Anh em xúm nhau cho. Dạ. Là rồi bây giờ thì mình cái phần này, trong đây thì sau khi mình úp mắt rồi là mình chôn hay là hỏa táng hả chị? Anh hỏa táng, anh em cái gốc anh về đừng cho thờ. Dạ. Chứ ở đây cũng không có cát, đất cát nữa. Có cái nền nhà của ông ba để lợi chứ đâu có đất nền nào nữa đâu mà chôn. Người thấy vậy thôi đem đi chùa đi hỏa táng ảnh, đem cốt anh về đừng thờ. Dạ. Nhà thì bây giờ nuôi hai đứa nhỏ đi tuổi ăn tuổi học rồi, không biết là sức khỏe chị như thế nào nữa. Em thấy trong người chị cũng không được khỏe. Dạ, lúc ảnh từ gì thì tới giờ giống mệt, nó hơi lửng lửng lờ lờ chứ không có còn sức khỏe như lúc trước của ảnh nữa. Dạ. Còn chị trong nhà có giúp đỡ gì cho chị được không? Đỡ phần nào không? Chị thì tối ngày cơm nước rồi đó, chứ chị già cả rồi, chứ coi chừng hai đứa nhỏ đó. Dạ. Thôi giờ ba cũng mất rồi thì hai đứa con cố gắng học nha, học thật là giỏi rồi sau này cố gắng lo cho tương lai. Hôm nay thì cô đến thì cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là cô Lon, thì biết gia đình của chị là anh Út vừa mất á, cho nên là cũng hỗ trợ cho gia đình mình một số tiền để trang trải cho cái bước đầu cuộc sống. Chị cố gắng và mạnh mẽ lên chị nha. Cứ nghĩ về tương lai hai đứa con mà cố gắng lên. Đây là số tiền của chị Kim Lon gửi đến gia đình mình nha. Chị gửi về cho em là 100 USD, là tương ứng số tiền em đổi là ra là 2.350.000. Chị điếm lại giùm em nha. Cái này của cô Lon gửi tặng. Dạ. Em rất cảm ơn cô Lon, chị Lon đã giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua. Em rất cảm ơn những lòng hảo tâm lúc trước giờ đã giúp đỡ gia đình em. Bây giờ em có số tiền này em đo cho hai đứa con em, để cho nó tuổi ăn tuổi học. Em cảm ơn rất nhiều luôn. Dạ. Cố gắng lên hả chị ha. Dạ. Giờ hai đứa nhỏ thì cũng trông chờ vào mình chị Út thôi à. Rồi còn thêm người chị nữa. Thì có khó khăn gì trong cuộc sống thì có phần nào giúp được thì em sẽ cố gắng giúp cho gia đình chị. Dạ. Ừ. Nhưng mà quan trọng là hai con là cố gắng học nha, không được bỏ học. Dạ. Học giỏi rồi sau này mình mới có tương lai được. Dạ. Rồi thôi, chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ.